Ôi, mình không muốn biện minh cho sự hậu đậu của mình đâu, nhưng mà nó bị kiểu khá là bở ấy. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Đồ nội địa Trung từ trước đến nay thì vô cùng hot rồi, mình không thể phủ nhận cái độ hot của nó nữa. Mình thực ra không phải là một cái đứa hay dùng đồ nội địa Trung cho lắm, nhưng mà trong những cái video lần trước, những cái video mua thử dùng thử đồ nội địa Trung thì có vẻ là mọi người hưởng ứng rất là nhiều. Vì thế nên là ngày hôm nay sẽ là một tập nữa trong cái series mua đồ nội địa Trung của mình, và cụ thể sẽ là son. Hôm nay mình sẽ chỉ mua son thôi. Mình đã order một cái đơn hàng toàn là son nội địa Trung ở đây rồi. Chắc là nhìn cái hình ảnh thumbnail thì mọi người cũng thấy là những cái son này nhìn trông nó lạ thế nào, cũng như là nhìn nó ngon như thế nào rồi, đúng không? Chắc mình sẽ không để mọi người tò mò lâu nữa, cùng bóc cái hộp này với mình luôn nhá. Ở trong cái hộp này thì sẽ có một cái bọc, người ta bọc riêng những cái sản phẩm mà mình đã mua này, để cho nó đỡ, nó chống vỡ, chống va đập ý. Ở trong này thì còn một cái tờ giấy cảm ơn như này, một cái voucher và một cái mặt nạ mini của Miniso mà người ta tặng. Những cái em nhân vật chính của ngày hôm nay đây. Ở trong này mình đã đặt đến 5 loại son khác nhau liền, và chắc là mình sẽ bóc random từng cái một đi. Trước tiên thì mình sẽ bắt đầu với cái em này. Mọi người có thể nhìn thấy cái packaging của nó siêu xinh. Mình sẽ để tên shop ở phía bên này của màn hình, cũng như là cái hình của sản phẩm ở bên này cho mọi người xem. Và nếu mọi người có ưng cái em nào ở trong video này thì mình cũng đều để link ở bên dưới phần mô tả, phần description như mọi khi. Nên là nếu mà mọi người ưng thì có thể xuống bên dưới những cái link ở bên dưới để mua hàng nhá. Cái em này thì có tận 4 mã màu liền, và mình có chọn ở đây là màu 02. Tại vì sao mọi người biết không? Tại vì cái màu 02 này nhìn cái miếng son, cái son ấy, cái cục son giữa nhìn trông nó giống cái hình phô mai nhất. Đây, mở ra cho mọi người xem thì ở trong này nó sẽ có một cái miếng phô mai siêu ngon như này. Ở trong này thì sẽ còn một cái miếng plastic nữa, và có đính kèm một cái cọ để mình có thể tán cái son ra. Đây, các bác nhìn xem xinh không? Ở trên cái hộp này thì nó sẽ in cái tên của brand nội địa Trung này là Sweet Love. Và ở dưới của em nó thì sẽ có mã của cái màu son này là 02. Hơi khó mở một chút xíu, chắc là tại vì lần đầu mở ấy. Cái em này thì đầu tiên mình ngửi mình thấy mùi nó hơi giống mùi kẹo một chút xíu, kiểu ngọt ngọt nhỉ. Mình sẽ xóa cái son ở trên môi mình đi để thử cái em son này lên trên môi cho các bác xem. Tại vì cái môi mình thì mình đã xăm trước đây màu hồng nhạt tối ít, nên là nó sẽ không nhìn thấy màu gì mấy cả. Nhưng mà sau khoảng mấy phút đi thì cái màu nó sẽ lên đậm hơn. Và cho đến bây giờ thì mọi người có thể nhìn thấy là ở trên môi mình có màu kiểu hồng hồng một chút ý. Đây, mình sẽ đánh lên tay cho mọi người xem thì màu nó sẽ lên được như này này. Nếu mọi người có tìm kiếm một cái em son giữa mà có màu thì mọi người có thể tham khảo một số những cái mã khác. Mình thì mình cũng không quan trọng là một em son dưỡng phải có màu hay là như thế nào cả, mà mình chỉ quan tâm là cái chất son của em nó lên môi được như thế nào thôi. Thì cái em này khi mà mình đánh lên môi mình thấy là nó khá là êm. Trong này thì chắc là cũng không có bạc hà, nên là khi mà mình đánh lên môi mình không thấy có một chút chiêm chích nào cả, hay là một tí mát mát the the nào cả, mà nó chỉ đơn giản là rất là êm ở trên môi mình thôi. Dưỡng ở môi như thế nào thì chắc là mình sẽ phải theo dõi thêm trong những cái lần sử dụng sau. Còn bây giờ thì lần đầu cái first impression của mình về cái em này chỉ là packaging xinh này, lên môi êm này, với cả cái mùi nó rất là dễ chịu, tại vì mình cũng thích mùi ngọt đấy, nên là cái em son này nó mùi ngọt ngọt nhẹ nhẹ một chút xíu, khá là ok. Tiếp theo mình có ở đây một cái em son hai màu. Ở trong này thì mình có mua mã màu 03 và 04. Sẽ có một cái safety seal ở đây thì bọn mình phải bóc ra. Ở trong này mình sẽ có một cái AirPods. Chắc là mọi người sẽ nghĩ là mình vừa nói gì đấy, có phải là mình nói nhầm không? Nhưng mà không, ở trong này là một cái AirPods thật mọi người ạ. Đây, mình không nhớ chính xác những cái em này nó có giá bao nhiêu tiền, tại vì thực ra là tất cả những cái em mình mua ngày hôm nay cũng đều rẻ thôi. Mình sẽ để ở trên này cho mọi người xem. Thì những cái em này mình mua có tận hai màu ở đây mà chỉ khoảng 50 ít. Mình sẽ mở nó lên ở đây, và hai cái tai nghe mọi người nhìn thấy không, thì sẽ là hai cái son đó, hay chưa? Mình chưa bao giờ thấy một cái cây son nào, một cái loại son nào mà nó lại có cái thiết kế lạ như này cả. Thế nên là mình cũng rất là tò mò và mình đã cho vào giỏ ngay. Cái son này thì sẽ là son thỏi. Trước tiên thì mình thấy một cái nhược điểm của em này, đấy là vì cái thiết kế nó như thế này này, từng cái thỏi son riêng và không có cái đầu đóng nắp ấy. Vì thế nên là khi mà mình mang đi đâu mình cũng đều phải để ở trong cái hộp này, đều phải để ở trong này để bảo quản cái son, chứ không thể mang riêng rẽ nó ra được vì nó không có cái đầu riêng ấy.
cái màu son thì nó sẽ chỉ được dán ở đây thôi, trông hơi bị không chuyên nghiệp một tí, nhưng mà mình cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở cái giá tiền này được. Trước tiên thì mình sẽ thử màu 03 cho mọi người xem. Ôi, mình chưa kịp swatch thì mình đã làm gãy cái màu 03 rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ dùng tạm cái cây cọ vừa nãy để thử màu ra vậy. Mình không muốn biện minh cho sự hậu đậu của mình đâu, nhưng mà cũng tại vì cái chất son của nó nữa thì mình thấy là nó bị hơi, nó bị kiểu khá là bờ ấy. Nó cũng không khô quá đâu, nhưng mà lúc đánh thì mình thấy là nó hơi bị bờ bờ một chút ấy. Nên là khi mà đánh cái em son này rất là dễ bị gãy. Cái màu 03 lên tay mình thì là một cái màu đỏ cam hơi gạch một chút, nhưng mà khi mà lên môi thì nó bị hơi ngả tông hồng. Màu 04 thì sẽ là một cái màu đỏ tông lạnh. Những cái màu tông lạnh như thế này thì khi mà đánh lên da trông nó sẽ sáng hơn, nó sẽ trắng hơn một chút xíu. Nên là những cái bạn da ngăm thì cũng nên cân nhắc để đánh những cái màu như thế này nhá, nó sẽ tôn da hơn đấy. Cái em son Airport này thì nhìn nó rất là lạ, rất là xinh, và mình chưa từng nhìn thấy cái packaging nào mà nó như thế này. Nhưng mà để nói về cái chất son thì có vẻ là mình không thích cái chất son của em này lắm, tại vì có cảm giác là nó sẽ bờ và rất là dễ gãy, như là mình đã gãy vừa xong. Không biết có phải do môi mình không, nhưng mà màu ở trên tay mình thì swatch có cả tông cam cũng như là tông đỏ như này, nhưng mà đánh lên trên môi mình thì mọi người có thể nhìn thấy là cái màu son nó lên môi mình nó không được đúng cái màu swatch ở tay lắm, mà nó sẽ hơi thiên sang tông hồng một chút xíu. Tiếp theo mình có ở đây một cái em son kẹo mút siêu siêu xinh như này. Xinh quá các bác ơi. Mình có bóc được ở đây là cái kẹo màu vàng. Son này chắc là son kem rồi. Đây nhìn này, lên trên môi thì mình thấy là màu của nó sáng hơn một chút so với cái màu mà mình swatch trên tay. Cái màu này thì là một cái màu hồng tông hơi lạnh một chút xíu, nhìn qua hơi giống hồng cánh sen một chút. Cái mùi của em này thì rất là nhẹ thôi, hầu như là không có mùi gì cả, nó chỉ có một cái mùi thơm rất là nhẹ thôi ý. Lâu lắm rồi mình mới đánh một cái tông màu hồng hồng như thế này, nhưng mà trông nó cũng không đến nỗi tệ. Chất son của cái em này khi đánh lên môi thì cũng khá là mềm. Mới đầu khi mà đánh lên thì sẽ ướt ướt đi, nhưng mà sau khoảng 1 phút thì nó sẽ set lại lì hơn. Khi mà mình chấm ra tay ấy, thì nó không bị phai ra, hầu như là không bị phai ra tay. Em này bây giờ mình đang học cấp 3, chắc mình để trong khúc bút không ai biết đây là son rồi đâu. Từ đầu đến giờ thì có vẻ là cái em này khiến mình ưng nhất. Cuối cùng trong cái tập bóc thử son nội địa chung này thì mình có hai thỏi chocolate. Mình sẽ thử cái em Chocolate Shop Matte Lipstick này trước. Cho mọi người nhìn một vòng xung quanh cái em này thì nhìn nó cũng chả khác gì một cái thỏi sô-cô-la bình thường luôn ý. Wow. Ở trong thì cái son của nó, cái em son này nhìn màu là màu sô-cô-la luôn, trông khá là hay. Thì thường những cái son kem màu nó sẽ là những cái màu hồng hồng như này, hoặc là những cái màu đỏ theo màu của son đúng không? Nhưng mà cái em này thì màu rất là lạ, nó là màu nâu sô-cô-la. Mình tưởng đây là son kem mà mình đã cố gắng mở như thế này, mở kiểu xoay xoay để nó ra, nhưng mà không mọi người ạ, nó kéo lên như này. May mà không tiếp tục làm gãy một cái thỏi son nữa trong video ngày hôm nay. Mã mà mình mua ngày hôm nay ở đây là màu 318, là một cái màu đỏ cam gạch. Mình thấy là màu này nó cũng giúp da của mọi người có thể kiểu nâng tông lên một chút xíu nữa, tại vì đánh vào trông khá là sáng. Cái em son này nó khá chỉn chu. Tại vì sao mà mình nói là nó chỉn chu? Tại vì khi mà mình vừa quệt một cái quệt đầu tiên trên môi thôi thì mình đã ngửi thấy cái mùi, một cái mùi kiểu bánh chocolate rất là ngon luôn ý. Từ packaging này, xong rồi đến màu của thân son này, cho đến cả cái mùi của son nữa, thì tất cả mọi thứ đều là mình liên tưởng đến một cái thanh chocolate, một cái bánh chocolate. Nếu mà mọi người muốn mua một cái em son giá rẻ nội địa chung thì mình rất là recommend cái em này cho mọi người, để xem là cái thanh chocolate cuối cùng thì nó có cái chất lượng được bằng cái em này không nhá. Đây thì đây là cái thanh son chocolate của Sweet Loves. Wow, ở trong cái em son này cũng là màu nâu, cũng rất là xinh, tại vì cái chữ in của nó là một cái chữ kiểu hologram. Mình chọn ở đây là màu 635 và có vẻ như là nó là một tông đỏ thuần. Khi lên môi thì cái màu đỏ này nó khá là sáng. Nhưng cái bạn da trắng đánh cái màu này nó sẽ đẹp hơn, nó không bị kiểu cảm giác chê chết quá. Đầu son là dễ đánh hơn cái em son kẹo mút một chút. Cái em son này thì mùi của nó cảm giác là hơi hương hoa ấy, chứ không phải là mùi chocolate như em vừa xong. Chắc mình vẫn hơi nhỉnh hơn một chút, là thích em vừa nãy hơn.
Nói chung là trong những cái em son mình mua ở đây ngày hôm nay thì cái tệ nhất chắc là cái son Airport này đây. Tại vì mình thấy là chất son của nó hơi bị bầu một chút, mặc dù là nhìn nó rất là xinh như này. Và cái em son mình thích nhất chắc là cái em son này đây, cái em son Chocolate của Heng Phan. Sản phẩm này người ta làm khá là chỉn chu, siêu siêu giống một thỏi chocolate luôn. Ok, và đó là những cái thỏi son nội địa chung mà mình đã thử mua. Những cái em son ngày hôm nay mình nghĩ là nếu bạn đang là học sinh sinh viên mà muốn tìm một cái món quà nho nhỏ để tặng bạn bé thì có thể mua những cái em này, tại vì nó rất rất là xinh. Còn nếu mà mọi người có ý định mua để dùng hàng ngày thì mình nghĩ là nên chọn một trong ba cái thỏi son ở cuối cùng ấy, thì chất lượng của nó sẽ ok hơn. Không biết là mọi người thích cái em son nào nhất trong cả năm cái loại son ngày hôm nay. Chắc là cái video này cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc nó ở đây thôi. Hẹn mọi người trong một cái video lần sau. Bye bye.